Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay Hoa sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người cách mở khóa xe này để chạy khi không có remote luôn, tức là không có chìa khóa đó. Thì khi các bạn mua xe thì các bạn nhớ là đại lý sẽ giao cho bạn một cái mã 6 số gì đây, một cái remote và một cái chìa khóa phụ dự phòng để mở cúp yên. Nhớ nha, phải nhận đủ 3 thứ này khi mà nhân viên giao xe nha các bạn. Đó, đây mình sẽ ví dụ thử khi mà mở xe. Khi các bạn ấn vào ngay chỗ ngay nút ốp nè, ấn vô nó hiện cái đèn màu cam này lên, tức là xe đang mở, có thể chạy được ha. Rồi để mình mở cái mặt đồng hồ cho các bạn xem luôn đó. Rồi khi mà các bạn tắt xe thì các bạn ấn về ốp, tức là khóa xe, rồi đè giữ 3 giây nữa đó, nó có một cái chớp đỏ trên remote nữa, tức là nó sẽ khóa xe rồi. À, giờ ấn vô nó không hiện gì lên hết đúng không? Rồi bây giờ mình quăng cái remote bỏ, mình đem remote mình sẽ tắt, tức là mình tắt remote rồi, mình đem cái remote ra xa xe, cũng như là mình đã bị mất cái remote chẳng hạn. Rồi bây giờ thì làm cách nào để mở khóa bằng cái mã 6 số mà trên cái tờ giấy màu đỏ đỏ lúc nãy kèm theo cái remote? Đây cái mã này, chúng ta sẽ có một cái mã 6 số kèm theo mỗi một cái remote nha. Các bạn lưu ý nhận xe nhớ cái mã này nha. Rồi các bạn nhìn kỹ nha, 432. Rồi nó thêm 3 số cuối nữa, vì tính bảo mật cho nên mình sẽ che 3 số cuối lại. Rồi các bạn làm tương tự sau đây ha. Đấy, nói chung cũng rất là đơn giản, đó là lý do vì sao mà video này chỉ có 2 phút mấy đó. Rồi đè giữ nó. Nó sẽ nháy cái đèn màu cam này lên. Đó, các bạn thấy không? Buông ra đè giữ thêm lần thứ hai nữa. Nhớ nha, buông ra rồi mới đè giữ nữa. Rồi nháy thêm một lần, buông ra, đè giữ nữa, tới lần thứ ba thì nó sẽ chớp chậm. Đó, để ý ha. Rồi bây giờ các bạn buông ra và bắt đầu nhập cái mã 6 số vô. Đầu tiên là số 4, đè giữ nó sẽ nháy 4 lần. Rồi buông ra, đè giữ nó tiếp để nó nháy 3 lần. Đó, theo số mã 6 số lúc nãy á, là 432 đúng không? Rồi buông ra tiếp, đè giữ nữa, nó sẽ nhảy số 2. Rồi 3 số cuối các bạn cũng làm tương tự như vậy, đủ 6 số ha. Tức là mỗi lần đè nó sẽ nháy theo cái số tương tự trên cái mã số. Đó. Rồi khi các bạn ấn đủ hết cái mã 6 số, ấn vô mã khóa xe, thành công. Đơn giản thôi, nói chung rất là đơn giản. Rồi mình xin sơ lược lại một lần nữa ha. Là các bạn ấn một lần cho nó chớp, ấn một lần cho nó chớp, ấn một lần nữa, lần thứ ba nó sẽ chớp dài. Rồi bắt đầu đè giữ theo cái mã 6 số là các bạn có thể mở khóa được bằng cái mã này mà không cần remote. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem.